Kính thưa các bạn, trong phần này chúng ta sẽ học qua bài chú do Đức Phật Drodon Gyawacho truyền dạy. Minh chú do Phật Drodon Gyawacho truyền dạy có tên tiếng Anh là Mantra, Thought by Buddha Drodon Gyawacho. Sở dĩ bài chú này được biết đến nhiều qua phần tựa đề tiếng Anh là vì Đức Lama Zopa Rinpoche trong những khóa tu học ở nước ngoài có dạy bằng tiếng Anh và nhấn mạnh tầm quan trọng của bài chú này. Các bạn có thể bấm vào xem video ở đây do Đức Lama Zopa Rinpoche truyền dạy. Bài chú này được phổ biến và là một trong những câu chú quan trọng ở Tây Tạng. Có một vài truyền bản ở Tây Tạng, các bạn có thể xem truyền bản 1, truyền bản 2. Đa số là tương tự với nhau, nhưng có những từ ghi hơi khác nhau một chút. Và đây là truyền bản thứ 3, rồi truyền bản thứ 4. Thì công năng của bài chú này do cư sĩ Hồng Như dịch sang tiếng Việt. Tại trong link này các bạn có thể bấm vào xem. Tóm lại thì trì chú này mà xây một tòa bảo tháp hay một pho tượng Phật sẽ tạo bằng công đức xây 10 triệu bảo tháp hay tượng Phật. Trì chú này rồi, nếu chạm vào bốn thành phần đất, nước, lửa, gió, tức là tứ đại, thì bốn thành phần ấy sẽ được gia trì năng lực bằng với 2 lần so với năng lực của bảo tháp. Nếu có ai thấy hay chạm vào người của quý vị, tội vô gián của họ sẽ được tiêu tan và họ sẽ được sinh vào cảnh giới tốt lành hơn. Nhờ trì tụng chú này, quý vị sẽ sống thọ, tội vô gián tan biến, tài sản dồi dào. Nhớ lại chuyện đời trước, quý vị sẽ được hộ trì, không gặp việc dữ và sẽ đạt được giác ngộ. Đó. Và đây là phần tiếng Phạn của bài chú. Chúng ta sẽ đọc phần này qua một lần. Om Riya De Sarva Tathagata Hridaya Garbe Jwala Damadatu Garbe Samhrana Ayu Samshodaya Papam Sarva Tathagata Samendra Ushnisha Vimale Vishuddhe Soha. Thì cách chúng ta đọc câu chú này là như thế này: Om 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 Hriyade Hriyade Hriyade. Chúng ta thấy chữ D và chữ H ghép lại với nhau thì chúng ta đọc là D D D. Nếu mà chữ D đứng một mình thì chúng ta đọc là D bình thường, nhưng chữ D của mình đó, D. Nhưng chữ D ghép lại với chữ H thì chúng ta đọc cái hơi bật tức là hơi mạnh một chút. D D. Tương tự như vậy, chữ B thì đọc một mình là B, và B và H ghép chung lại là B B. Không? Thì trong đây có rất là nhiều chữ như vậy. Và chữ T cũng vậy, T là T. Còn T và H ghép lại là T T hờ đó, T T T. Mình đọc nhanh thành giống như chữ thờ nhưng mà là T T T. Đó. Rồi, thì Hridyade Hridyade Sarva 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 Sarva. Chữ V đứng sau một phụ âm, chữ R là một phụ âm đúng không? Thì chữ V đứng sau một phụ âm thì chúng ta có thể đọc là W W W Sarva Sarva. Tuy nhiên cái luật đó không phải là 100% như vậy. Cũng có nhiều vị đọc là Sarva đó. Nhưng mà đại đa số là đọc là Sarva Sarva. Tathagata Tathagata Tathagata. Khi chúng ta thấy chữ A có dấu gạch ngang trên đầu, chúng ta sẽ đọc kéo dài 2 nhịp so với chữ A bình thường không có dấu gạch ngang trên đầu. Tathagata Tathagata Hridaya Hridaya Hridaya. Không? Chữ Y có dấu gạch ngang thì chúng ta đọc kéo dài 2 nhịp so với chữ Y bình thường không có dấu gạch ngang. Hridaya Hridaya. Garbe Garbe Garbe. Không? Chúng ta đọc thường thường á, chúng ta nếu mà chúng ta bỏ chữ A, R này đi thì chúng ta đọc Garbe. Nhưng mà vì có chữ R ở đây, chúng ta phải đọc cho nó có chữ R là Garbe Garbe Garbe. Chwala 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 Chwala. Dharma Datu Dharma Datu.
Dharma Dhatu. Garbe, garbe, garbe. Samharana, 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 samharana. Các bạn chú ý cái chữ N có dấu nặng ở dưới, chúng ta phải đọc là N, 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 N. Samharana, samharana, samharana. Ayu, ayu, ayu. Giống như là ayuhu vậy đó. Bởi vì chữ H có dấu nặng ở dưới thì theo nguyên tắc chúng ta sẽ lấy cái nguyên âm ngoài trước, chúng ta choàng ra ngoài sau, chúng ta đọc là ayu, ayu. Chỉ có chữ H có dấu nặng thì chúng ta mới lấy nguyên âm ngoài trước, chúng ta choàng ra ngoài sau, chúng ta đọc như vậy. Chứ chữ M hoặc chữ N có dấu nặng thì chúng ta không làm như vậy. Ayu, ayu. Samsodaya, samsodaya. Chữ S có dấu sắc thì chúng ta đọc là S, S, S. Cong lưỡi lại. Samsodaya, samsodaya, samsodaya. Papam, papam, papam. Sarva, sarva, sarva. Tathagata, tathagata, tathagata. Samendra, 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 samendra. Oshnisha, oshnisha. Chữ sờ, chữ S có dấu nặng dưới chúng ta là ch, ch, ch. Giống như chữ crystal, crystal, crystal ở trong tiếng Anh đó. Oshnisha, oshnisha, oshnisha. Vimale, vimale, vimale. Vishuddhe, vishuddhe, vishuddhe. Swaha, swaha, swaha. Sawa, swaha. Bởi vì chữ A có dấu gạch ngang trên đầu cho nên chúng ta đọc rõ ràng hai nhịp. Swaha, swaha, swaha. Trong phần phiên âm màu tím này, các bạn để ý là chữ X này thì chúng ta đọc là S, không cong lưỡi. Còn chữ S cong này thì chúng ta đọc là S. Chúng ta phân biệt rõ ràng. Cho nên là chúng ta thấy là chẳng hạn như là Samsodaya. Sam, chữ S này là Sam. Sodaya. Các bạn để ý chỗ đó để cho đọc cho đúng. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại phần tiếng Phạn này một vài lần nữa để chúng ta có thể dễ dàng học thuộc luôn. Om Rigyadhe Sarva Tathagata Ridaya Garbe Chwala Dhammadatu Garbe Samarana Ayu Samsodaya Papam Sarva Tathagata Samendra Ushnisha Vimale Vishuddhe Swaha. Om Rigyadhe Sarva Tathagata Ridaya Garbe Chwala Dhammadatu Garbe Samarana Ayu Samsodaya Papam Sarva Tathagata Samendra Ushnisha Vimale Vishuddhe Swaha. Om Rigyadhe Sarva Tathagata Ridaya Garbe Chwala Dhammadatu Garbe Samarana Ayu Samsodaya Papam Sarva Tathagata Samendra Ushnisha Vimale Vishuddhe Swaha. Nó. Bài chú này thì cũng hơi dài và có các chữ cũng hơi dài và khó đọc. Các bạn hãy chú ý chữ màu đỏ để chúng ta có thể đọc cho đúng và phát âm cho đúng. Nếu cần thì chúng ta có thể xem chữ màu tím để chúng ta có thể phát âm cho đúng rồi chúng ta học thuộc lòng luôn. Xin chúc các bạn học mau thuộc bài chú này. Và xin kính chào các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp.